Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương mục VGC Pokemon mỗi tuần. Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về các Pokemon thú vị và lối chơi của các Pokemon đấy trong đấu trường VGC. Và tớ là Tôn Huế, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong hành trình tìm hiểu về thế giới phong phú của các Pokemon qua các số tiêu điểm VGC. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, hãy cùng nhau tìm hiểu về Pokemon đặc biệt được nhắc đến trong tiêu điểm VGC tuần này. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Aboliva. Với vẻ ngoài nổi bật và dễ thương, Aboliva mang trong mình hình dáng của một cây ô liu với thân cây xanh mướt, tạo nên đó là một hình ảnh tươi tắn và gần gũi với thiên nhiên. Pokemon này cũng là một biểu tượng của sự sống và sức mạnh sinh trưởng trong thế giới Pokemon. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của Aboliva, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh. Trong môi trường tự nhiên, Aboliva thường sống ở những khu rừng mát mẻ và những vùng đất màu mỡ, nơi có ánh sáng mặt trời dồi dào. Chúng thường tụ tập thành những bầy đàn cùng nhau chăm sóc và bảo vệ cây cối xung quanh. Tập tính sinh sống của Aboliva cho thấy chúng có mối liên kết chặt chẽ với môi trường, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái. Ngoài ra thì tập tính của loài Pokemon này còn phản ánh qua các chỉ số của nó. Với chỉ số sinh lực là 78 và phòng thủ vật lý là 90, Aboliva có thể chịu đựng tốt trong những trận chiến khốc liệt như cách mà nó chịu đựng lại các yếu tố bên ngoài tự nhiên. Khả năng tấn công đặc biệt cao ở mức 125 cho phép Aboliva thực hiện những đòn tấn công mạnh mẽ như là Leaf Storm hay là Solar Beam, tương tự như cái cách mà nó tỏa sáng giữa thiên nhiên tươi đẹp. Ngoài ra, chỉ số phòng thủ đặc biệt 109 cũng cho thấy khả năng chống lại các đòn tấn công mạnh mẽ từ đối thủ, giống như cách mà Aboliva bảo vệ môi trường sống của mình khỏi những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, với tốc độ khá thấp là 39, Aboliva thường phải dựa vào đồng đội trong bầy đàn để tạo điều kiện tấn công tốt nhất. Chính sự hỗ trợ và phối hợp này thì thể hiện tinh thần đồng đội, giúp Aboliva trở thành một sự lựa chọn chiến thuật tuyệt vời trong các trận đấu VGC. Đến với Ability thì Aboliva có trong mình hai đặc tính nổi bật. Đầu tiên là đặc tính Harvest. Đặc tính này cho phép Aboliva có 50% khả năng tái tạo berry vào cuối mỗi lượt, nếu vật phẩm gần nhất mà nó sử dụng là berry. Trong trời nắng thì cơ hội sẽ là 100%. Điều này không chỉ giúp Aboliva duy trì sức mạnh trong trận đấu, mà còn phản ánh cách nó duy trì nguồn thực phẩm trong môi trường tự nhiên. Đặc tính thứ hai, Seed Shower, là đặc tính cho phép Aboliva kích hoạt địa hình cỏ khi bị tấn công. Trong môi trường của địa hình cỏ, Pokemon không chỉ hồi phục HP mà còn tăng cường sức mạnh của các đòn tấn công hệ cỏ. Điều này thể hiện rõ nét bản chất của Aboliva như là một phần của hệ sinh thái, giúp tạo ra một môi trường tươi tốt cho chính nó và đồng đội. Về hệ của Pokemon này thì Aboliva thuộc hệ cỏ và thường. Ở mặt phòng thủ thì song hệ cỏ và thường lại không phải là một song hệ quá tốt. Với song hệ trên thì Aboliva có thể kháng lại các đòn tấn công từ hệ đất, nước, cỏ và điện và giúp nó hoàn toàn miễn nhiễm trước các đòn tấn công từ hệ ma. Tuy vậy thì đối với song hệ này lại rất yếu khi phải đối đầu với các chiêu thức mang hệ giác đấu, bay, độc, bọ, lửa và băng. Ở mạng tấn công thì Aboliva có ưu thế khi tấn công lên các Pokemon hệ đất, đá, nước, ba hệ tấn công khá phổ biến trên đấu trường. Dù vậy thì lại không thể đánh quá hiệu quả lên những hệ như là bay, độc, bọ, thép, lửa, cỏ và rồng. Tới với thế mạnh và điểm yếu. Ở thế mạnh, đầu tiên thì về chỉ số có thể thấy Aboliva có điểm mạnh về khả năng tấn công, với con số là 125 ở mạng tấn công đặc biệt, cho phép nó gây sát thương mạnh mẽ với các đòn tấn công như Leaf Storm. Cạnh đó, ở các chỉ số phòng thủ, dù HP là không quá cao, nhưng Aboliva thì vẫn là một Pokemon trụ sơn khá tốt, bởi cả phòng thủ vật lý và đặc biệt đều ở mức khá trở lên. Ngoài ra thì Aboliva còn may mắn khi sở hữu cả hai đặc tính rất tốt là Harvest và Seed Shower. Với hai đặc tính trên thì khả năng chống chịu và trụ sân của Pokemon này sẽ càng được gia tăng rất nhiều. Khi mỗi đặc tính thì lại có thể giúp cho Aboliva hồi phục HP hoặc là tạo nên bất ngờ tùy vào lối đánh mà nhà huấn luyện lựa chọn. Dù các điểm mạnh là vậy nhưng Aboliva vẫn còn đó là những điểm yếu chí mạng. Là một thân cây ô liu thì Aboliva khá kém khi đối diện rất nhiều đòn tấn công từ hệ lửa hay là độc. Điểm yếu về hệ thì cũng làm cho Pokemon này trở nên mỏng manh hơn. Một điểm yếu khác thì là ở tốc độ. Với tốc độ không quá nhanh nhẹn, Aboliva có khả năng sẽ bị hạ gục trước khi có thể tấn công vào các kẻ địch khác. Và tuy là nhiều điểm yếu chí mạng nhưng mà khi lựa chọn lối chơi đúng đắn thì vẫn có thể biến những điểm yếu đó trở thành lợi thế của bản thân. Đối với Aboliva thì tốc độ thấp có thể là lợi thế rất lớn khi được sử dụng trong Trick Room. Và điểm yếu về hệ thì cũng có thể dễ dàng khắc phục bằng cơ chế Terra. Vậy nên nếu nắm rõ về các điểm yếu và mối đe dọa trong đấu trường của Aboliva thì sẽ giúp cho các nhà huấn luyện xây dựng lối chơi và chiến thuật hợp lý hơn để tối ưu thêm phần nào sức mạnh của cây ô liu này. Về lối chơi của Aboliva thì Pokemon này có thể là sẽ trở thành một phần quan trọng trong đội hình VGC với lối chơi đa dạng nhờ vào khả năng tấn công mạnh mẽ và hồi phục tức thì. Dưới đây thì sẽ là một số lối chơi hiệu quả dành cho Aboliva. Đầu tiên thì tớ sẽ hướng tới lối chơi với vai trò hỗ trợ và hồi phục cho Aboliva. Khi với các đặc tính là Harvest và Seed Shower, Aboliva có thể liên tục hồi lại các quả berry hay là tạo nên môi trường địa hình cỏ để giúp cho bản thân và đồng đội hồi lại HP. Nếu là Seed Shower thì ở địa hình cỏ còn có thể giúp gia tăng sát thương từ những chiêu thức hệ cỏ mạnh mẽ.
Aboliva thì cũng có cho bản thân những chiêu thức rất phù hợp với vai trò hỗ trợ và hồi phục này như là Polemput hay là Helping Hand. Về lối chơi thứ hai thì chúng ta sẽ hướng tới đó là một Aboliva tấn công mạnh mẽ nhờ vào chỉ số tấn công đặc biệt cao và bộ chiêu thức tấn công bao phủ khá rộng, ví dụ như là Leaf Storm hay là Dazzling Gleam. Và khi muốn theo hướng tấn công thì Aboliva nên là sẽ đi cùng với những Pokemon có thể hỗ trợ tạo Trick Room để Pokemon này có thể tấn công trước và hiệu quả hơn. Là một Pokemon khá đa dạng về lối chơi, để Aboliva có thể phát huy tối đa về tiềm năng, việc xây dựng sức mạnh cho Pokemon này là điều rất cần thiết. Vậy nên sau đây là một số tham khảo từ chúng tớ để tối ưu khả năng tấn công và phòng thủ của Aboliva. Ở cách xây dựng sức mạnh sau đây thì chúng tớ sẽ lựa chọn cho Aboliva đó là theo hướng lối chơi hỗ trợ và hồi phục. Đầu tiên là EVS và IVS. Đến với EVS nhằm tối ưu hóa khả năng để giúp cho Aboliva hoàn thành tốt vai trò hỗ trợ. Vậy nên đầu tiên tớ sẽ gia tăng cho Pokemon này 212 điểm vào HP, khiến cho Aboliva có thể đạt được lượng HP cao, giúp nó tồn tại lâu hơn trong các trận đấu. Điều này sẽ khá quan trọng và giúp ích khi Aboliva kết hợp thêm với đặc tính mà chúng tớ sắp lựa chọn về sau. Đầu tư 172 vào phòng thủ vật lý để Aboliva tăng cường khả năng phòng thủ, giúp nó chống lại các đòn tấn công vật lý hiệu quả hơn. Đối với phòng thủ đặc biệt thì sẽ gia tăng 84 điểm, giúp cho Aboliva chống lại các đòn tấn công đặc biệt. Sự kết hợp giữa phòng thủ vật lý và đặc biệt cho phép Aboliva duy trì sức bền và thực hiện nhiều chiến thuật hồi phục của mình. Vì là một Pokemon mạnh ở khả năng tấn công đặc biệt, vậy nên tớ sẽ bỏ qua chỉ số tấn công vật lý. Đối với vai trò hỗ trợ thì Aboliva cũng không quá cần thiết phải gia tăng nhiều vào chỉ số tấn công đặc biệt, thế nên chúng tớ chỉ sẽ gia tăng 36 điểm ở mảng này. Còn ở tốc độ thì vốn đã thấp rồi, vậy nên chúng tớ sẽ không quá quan tâm ở mảng này, khi vốn chúng tớ đang muốn hướng Aboliva trở thành một Pokemon phòng thủ chịu đòn hỗ trợ và hồi phục. Đối với các chỉ số như là IVS thì chúng ta sẽ gia tăng các chỉ số quan trọng của Aboliva ngoài trừ tấn công vật lý là không quá cần thiết. Nếu bạn có ý định sử dụng Aboliva trong Trick Room thì cũng không cần thiết phải gia tăng chỉ số ở tốc độ. Đến với Ability của một Pokemon sở hữu hai khả năng đặc biệt nổi trội ở khoảng hỗ trợ và hồi phục như là Aboliva thì mọi người có thể chọn bất kỳ đặc tính nào. Điều này thì còn tùy thuộc vào những đồng đội đi cùng với Aboliva. Đối với Harvard thì sẽ giúp cho Aboliva trụ sân tốt hơn khi mà có thể khôi phục lại các quả berry hồi sinh lực mà Pokemon này đã sử dụng. Còn Sitsawer thì lại là đặc tính hỗ trợ hồi phục được cho cả đồng minh và còn có thể giúp gia tăng sức mạnh của các chiêu thức hệ cỏ của Pokemon này. Về tính cách là một lựa chọn rất quan trọng để giúp gia tăng thêm hiệu suất của vai trò mà Pokemon này đảm nhiệm. Vậy nên tới với vai trò hỗ trợ và hồi phục, chúng ta cần Aboliva phải trụ sân tốt. Thế nên sau đây sẽ là một số tính cách mà chúng tôi lựa chọn cho Aboliva sau khi đã phối hợp với sự phân bố chỉ số ở trên. Bow sẽ là tính cách giúp gia tăng khả năng phòng thủ vật lý của Aboliva. Với tính cách này thì Aboliva sẽ gia tăng 10% chỉ số phòng thủ vật lý. Relax là lựa chọn khá giống với Bow khi nó cũng giúp gia tăng 10% chỉ số ở mạng phòng thủ vật lý. Tuy vậy thì Relax sẽ là lựa chọn phù hợp hơn nếu sử dụng Aboliva trong Trick Room khi chỉ số bị giảm đi là 10% tốc độ. Về trang bị, việc lựa chọn trang bị phù hợp cho Aboliva là rất quan trọng để tối ưu hóa khả năng chiến đấu của Pokemon này. Dưới đây là một số trang bị mà chúng tôi lựa chọn để phù hợp với vai trò hỗ trợ và hồi phục. Leftover với tác dụng là giúp Pokemon sở hữu hồi phục 1/16 HP mỗi lượt, giúp tăng cường khả năng hồi phục liên tục khiến cho Aboliva duy trì sức bền trong các trận đấu kéo dài. Đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời với chiến thuật hồi phục bền bỉ, nhất là khi kết hợp với đặc tính Sitsawer. Citrus Berry để giúp hồi 25% sinh lực khi Pokemon này còn lại 1/2 HP trở xuống. Với trang bị này thì sẽ là lựa chọn khá hoàn hảo khi kết hợp cùng với đặc tính Harvard, giúp cho Aboliva duy trì sức khỏe lâu dài trong các trận đấu. Ở hệ Terra thì Aboliva lại cần một hệ Terra phù hợp để giúp giảm đi các điểm yếu từ song hệ của Pokemon này. Vậy nên hệ Terra mà mọi người có thể lựa chọn cho Aboliva thì chúng tôi khuyên rằng sẽ là hệ lửa hoặc là hệ nước. Cuối cùng là đến với chiêu thức. Aboliva thì là Pokemon sở hữu một bộ chiêu thức rất đa dạng giúp cho nó có thể thực hiện nhiều vai trò khác nhau trong trận đấu. Dưới đây thì sẽ là một số chiêu thức nổi bật mà Aboliva có thể sử dụng để tối ưu hóa khả năng chiến đấu và vai trò hỗ trợ của bản thân. Đầu tiên thì khi muốn tập trung vào hướng tấn công, Aboliva có thể lựa chọn các chiêu thức sau. Solar Beam là đòn tấn công gây sát thương lớn cho đối thủ và hiệu quả khi sử dụng trong thời tiết trời nắng. Giga Drain sẽ là chiêu thức tấn công có sát thương khá ổn với Staff hệ cỏ và giúp cho Aboliva trụ sân khi có thêm khả năng đó là hồi phục 50% HP từ sát thương gây ra. Weather Ball lại là một chiêu thức đa dụng khi nó sẽ thay đổi hệ tùy vào thời tiết của trận đấu. Leaf Storm, Dazzling Gleam, Earth Power, Hyper Void sẽ là các chiêu thức tấn công khác giúp cho Aboliva bao phủ hệ tốt hơn. Ở hướng hỗ trợ, quấy rối và hồi phục thì các chiêu thức sau sẽ là lựa chọn rất phù hợp. Polemput sẽ là một chiêu thức khá độc đáo bởi ngoài khả năng tấn công thì đòn đánh này nếu nhắm đến đồng đội sẽ giúp hồi phục 50% HP. Lixis sẽ là chiêu thức quấy rối khá khó chịu khi nó giúp hút HP của kẻ địch sau cuối mỗi lượt,
và giúp cho bản thân người thi triển hay là đồng minh được hồi HP bằng vết phần lấy đi từ đối thủ. Strength Sap làm giảm đi một bậc tấn công vật lý của đối thủ và hồi lại lượng HP bằng với chỉ số tấn công vật lý của kẻ địch. Chiêu này lại vô cùng thích hợp khi đối đầu với những Pokemon theo hướng tấn công vật lý. Helping Hand là chiêu thức cổ vũ giúp gia tăng 50% sát thương của đòn đánh mà đồng đội sắp tung ra. Encore lại là chiêu thức quấy rối với tác dụng là bắt đối phương phải xài lại chiêu thức đã dùng trước đó trong 3 lượt. Light Screen hoặc Reflect là hai chiêu thức hỗ trợ dần tường trắng khá nổi tiếng khi mà có thể giảm đi 33% sát thương của kẻ địch gây ra cho đồng minh tùy từng mã đặc biệt hoặc là vật lý. Và tiếp theo đây sẽ là một phần thực chiến để mọi người có thể hiểu rõ hơn về lối chơi của Arbolivar. Hiện tại thì bên kia đối thủ đang là những Pokemon khá là mạnh ở mạng tấn công đặc biệt cũng như là tấn công vật lý. Khi mà có đó là Snarler với Achaldon đang là hai Pokemon khá là meta dạo gần đây đấy. Bên kia thì cũng có một Pokemon tạo ra win, một Pokemon dẫn trước room, một Pokemon quấy rối. Tớ cũng không chắc là bên kia sẽ sử dụng đội hình như thế nào nữa, nhưng mà Achaldon bên kia có vẻ như là không mang theo Assault mà là sử dụng đó là Power Hub. Để đối phó với bên kia thì tớ nghĩ là tớ vẫn gọi là chiến thuật bình thường của tớ thôi. Tớ vẫn cho Glimmora cùng với đó là Grimmsnarl đi chung với nhau. Thứ nhất, Grimmsnarl để ra sân đầu tiên ấy là để tạo tường trắng để hỗ trợ cho Bolivar ra ở phía sau có thể sống sót lâu hơn. Còn với Glimmora thì ra sân để có thể rải đinh độc. Không biết đối thủ sẽ chọn những Pokemon gì ra sân ở lượt đầu đây. Trong đội hình này thì tớ có mang theo Pelipper là một Pokemon tạo mưa được để gọi như là giảm sát thương từ các chiêu hệ lửa lên cho Bolivar, nhưng mà bên kia hệ lửa chắc cũng chỉ có mỗi đó là Incineroar thôi thì cũng không quá đáng sợ, vậy nên thì tớ lượt này tớ sẽ không mang Pelipper ra sân. Bên đối thủ không biết là Pokemon gì đây. Nếu mà đoán thì chắc là đối thủ sẽ cho Achaludon ra lượt đầu. Đấy, Achaludon ra rồi kìa. Kilowatt nữa. Thế thì khả năng cao bên kia sẽ tạo Tailwind. Cùng với đó là sử dụng Achaludon để hạ gục bên mình luôn. Tớ đang sợ là bên kia sẽ dùng Achaludon bên kia nhá, là đang có chiêu Flash Cannon, đang là khắc chế bên mình khá nhiều đấy. Nhưng mà thôi, lượt này tớ vẫn sẽ không Terra đâu. Tôi nghĩ Metal Beam thì sẽ hạ gục được bên Kilowatt bên kia thôi nếu mà bên kia không Terra. Còn đối với Grimmsnarl thì cứ dẫn tường ở mã đặc biệt thôi, tại vì bên kia hiện tại đã đều hai Pokemon tấn công ở mã đặc biệt cả thì phải. Kilowatt thì hình như là cũng Pokemon tấn công mã đặc biệt chứ nhờ. Bên kia Tailwind rồi, Kilowatt Tailwind rồi. Achaludon thì có Flash Cannon không? Không, Achaludon sử dụng Electro Shot luôn. Mình thì đang sợ Flash Cannon của bên kia thôi, tại vì Flash Cannon đang gọi là gấp đôi sát thương lên cả hai Pokemon bên mình lận. Đúng như tớ nghĩ thì bên kia Achaludon vẫn sử dụng là Power Hub. Có tường rồi nên là cũng không sao cả. Meteor Beam. Không biết là Kilowatt bên kia có mang theo Focus Sash không nha. Nếu mà mang theo Focus Sash thì cũng là khó chịu đấy. Còn không thì mình sẽ... Đúng rồi, không thì mình sẽ hạ gục được Pokemon này ngay lượt đầu tiên luôn. Nó đỡ hơn cho mình rất nhiều. Tại vì nếu mà Kilowatt có đặc tính... Đặc tính của Kilowatt tớ quên tên rồi, nhưng mà đặc tính ấy hình như là ở trong Tailwind sát thương của các chiêu thức sẽ tăng lên thì phải. Polygon rồi, Polygon ra rồi. Polygon đang tăng khả năng tấn công vật lý à. Grimmsnarl thì chắc là vẫn giảm sức mạnh của Achaludon đi. Còn đối với Glimmora tấn công luôn, tại vì hiện tại Glimmora đang tăng được một bậc khả năng tấn công đặc biệt. Tớ rút Grimmsnarl về mục đích là đảo một Pokemon khác ra sân thay thế cho Pokemon hiện tại. Chắc là Bolivar sẽ hợp lý hơn, tại vì nếu mà ra bên mình
Hiện tại thì Aboliva đang cần gọi là sử dụng lip ship. Đúng như tớ nghĩ thì bên kia là tiếp tục sử dụng Flash Cannon rồi. Flash Power. Ui. Ủa, Sturdy hả? Không phải Stamina mà Sturdy hả? Aboliva, không, bên kia Polygon đang gọi là Ice Beam vào Aboliva. Nên là tớ sẽ Terra. Ờ, đối với Limora thì Earth Power cố gắng hạ gục Saludon luôn đi. Bên kia cũng Terra rồi. Không, chắc là Terra cho Polygon rồi. Tớ đang sợ là Terra hệ bay cho Saludon cơ. Nhưng mà Terra cho Polygon thì hợp lý hơn nhỉ. Bên mình thì cũng Terra rồi. Hệ nước nên là... Ủa mà từ từ, bên kia Terra hệ đất. Có khi nào là Terra Blast vào Glimmera không? Dracometer. Không sao, vẫn đỡ đòn được. Tại vì hiện tại cũng đang có tường trắng đây. Citrus Berry. Hồi phục một lượng HP khá là ổn rồi. Ôi Terra Blast thật rồi. Thế là Glimmera lượt này khả năng là đi luôn rồi. Terra Blast bên kia tấn công đặc biệt. Ủa, tấn công vật lý hả? Bên kia hình như là được tăng chỉ số vật lý nhờ ability, nên là đòn đấy đánh vào vật lý. Thế là tường trắng của bên mình thì là tường trắng đặc biệt, nên là không có giúp được Glimmera. Lissit thì thi triển thành công rồi đây. Hồi được một lượng HP nhỏ nhỏ cho Aboliva. Có kết hoạt được ability Harvest không đây? Đấy, kết hoạt được rồi kìa. Hiện tại thì tôi nghĩ sẽ đổi Krishna ra sân đi. Krishna ra sân không biết bây giờ nên là gọi là sử dụng tường chắn vật lý hay là nên sử dụng chiêu đổi đảo Pokemon vào nhỉ? Patin Shot thì có khả năng làm giảm khả năng tấn công của Polygon đây. Tại vì Polygon bên kia tôi đánh giá tấn công vật lý nó đang hơi cao nha. Bên kia thì cũng còn một Pokemon nữa. Không biết là Pokemon gì đây. Aboliva thì hiện tại chắc là Strength Sharp vào Polygon luôn đi ha. Để hồi máu. Hay là Pollen Push vào Saludon nhỉ? Không, tôi nghĩ là Strength Sharp vào Polygon đi. Bên này thì cũng Patin Shot vào Polygon luôn để đảo Pokemon ai. Ủa, bên kia đổi Pokemon luôn rồi á. Thế mà tớ đoán là bên kia sẽ sử dụng Terra Blast hệ đất vào bên mình. Thì tớ đang muốn là đảo Grimmsnarl vào để cho con Gudra ra sân. Khi này thì cũng tránh được Flash Cannon bên kia nữa. Snealer không sao. Snealer cũng là một Pokemon tấn công vật lý, vậy nên là bị giảm hai bậc tấn công vật lý sẽ làm Snealer khó khăn hơn rất nhiều ấy. Gudra ra sân rồi đây. Bức tường sắt của tay mình đấy. Đúng như tớ nghĩ thì Flash Cannon nhắm vào Grimmsnarl thì bây giờ đổi Gudra ra rồi. Strength Sharp thì bây giờ giúp cho Aboliva hồi được thêm một lượng HP nữa, nên là đầy HP luôn rồi. Bên kia thì cũng hết Tailwind rồi đây. Lipsit hoặc là Pollen Push. Không, Pollen Push đi, cố gắng hạ gục Acheloron. Còn đối với Gudra thì vẫn gọi là dùng Shelter để gia tăng khả năng phòng thủ vật lý. Pokemon bên kia thì còn hai Pokemon phòng thủ vật lý, tấn công vật lý lận. Polygon Chill lại ra sân rồi. Lần này thì Polygon Chill lại tấn công mạnh ở mảng tấn công đặc biệt. Khá là khó nói đấy. Shelter thi triển thành công. Cũng đang sợ chiêu Diclow bên kia nha. Diclow bên kia nếu mà dính hiệu ứng độc thì không sao, chứ dính hiệu ứng ngủ thì cũng khó chịu lắm á. Ladeo đi hồi phục cho Aboliva để Aboliva gọi là Lissit lượt này. Bên kia vẫn tiếp tục là Diclow, mong là không ngủ nha. Citrus Berry cắn được rồi. Con ngủ không, không bị dịu. Không, không bị dính hiệu ứng ngủ rồi. Thế là vẫn gọi là Lipsit được đúng không?
Mong là Lixit cũng không hụt nha. Lixit mà hụt nữa là cũng toan á. Terra Blast vào Gutra bên mình luôn. Ây da, khá là đau ấy. Polygon siêu tấn công đặc biệt bên kia mạnh thế nhở. Gutra bên mình thủ đặc biệt cũng gọi như là 150 rồi, nhưng mà vẫn không trụ lại được. Để mang toàn thì tớ nghĩ sẽ hồi máu cho Gutra đi. Còn bên Gutra thì cố gắng hạ gục Polygon bằng Body Breath. Đuổi Polygon vào rồi. Thế là bên kia sẽ Achaludon ra sân để hứng đòn. Bên kia cũng gọi là suy tính khá là kỹ càng ấy chứ, khi mà cho Achaludon ra, thứ nhất là hứng đòn, thứ hai là loại bỏ Lixit. Bên mình thì lại dính chiêu Diclaw, lần thứ ba thì dính hiệu ứng ngủ rồi, hiệu ứng kiểu tệ nhất luôn ấy. Bây giờ thì bên kia còn hai Pokemon thôi, nhưng mà cũng khó khăn nha, tớ đang gọi là sợ hãi con Polygon bên kia nha. Sneasler thì không sao cả, tại vì Sneasler bây giờ bị giảm hai bậc tấn công vật lý rồi, nên là cũng gọi là hiền đi hẳn. Bên kia thì Polygon lại tăng khả năng tấn công đặc biệt nữa rồi. Để coi. Lượt này thì tớ nghĩ tớ sẽ đổi Grimmsnarl ra sân đi. Body Breath vào Polygon bên kia. Polygon bên kia vẫn gọi là mục tiêu cần ưu tiên hạ gục trước. Mong là Grimmsnarl Diclaw. Ui, 33 máu. Không ngủ nha, chứ dính hiệu ứng ngủ lần nữa là cũng toan lắm nha. Ồ, bên kia quyết tâm là đánh vào bên này luôn hả? Vẫn là cố gắng hạ gục Arbolivar trước khi nó hồi máu, nó hút máu bên mình. Bên kia nghĩ là vậy. Body Breath cũng không hạ gục được Polygon trong một lượt, trong một đòn luôn. Body Breath hiện tại là tăng hai bậc phòng thủ vật lý nữa rồi đấy. Tớ nhớ không nhầm, sau khi tớ tăng thì Body Breath bây giờ, nếu mà sau khi tăng hai bậc nữa là 300 điểm sát thương. Vẫn không thể hạ gục được Polygon. Con Polygon True bên kia mang Eviolite đúng nghĩa là trâu luôn ấy. Ở lượt này thì tớ nghĩ chắc là vẫn sử dụng Lixit vào Polygon True đi. Lydeo đi, Lydeo sẽ hỗ trợ tốt hơn. Tại vì bây giờ tớ đang sợ là Bolivar sẽ hy sinh thôi. Ui, Crystal Hit luôn kìa. Hơi sợ nha, hơi toan nha. Bên kia thì lại Recover nữa. Bên kia đã trâu rồi, bây giờ lại thêm Recover nữa. Lydeo cái đã, Lydeo hồi phục cho Bolivar cái đã. Cố gắng giúp Bolivar trụ sân càng lâu càng tốt đi. Ui, may quá Bolivar dậy rồi. Lixit lại một lần nữa được kích hoạt. Bây giờ thì bên kia cũng không né được nữa đâu, tại vì bên kia hết Pokemon để thay đổi rồi. Lượt sau thì tớ nghĩ là để cho Bolivar bảo vệ đi. Còn Gutra sẽ cố gắng tấn công vào Sneasler. Đặc tính Harvest thì lại kích hoạt được nữa rồi. Body Breath vào Sneasler. Hay Heavy Slam đi, Heavy Slam cũng được. Gutra bây giờ là lấy thịt đè người nè. Diclaw dùng vào Bolivar tiếp tục, hụt rồi. À không, bảo vệ được rồi chứ, nhầm. Mong là bên kia Polygon cũng đánh vào Bolivar nha, chứ Polygon đánh vào Gutra thì cũng hơi toan. Hay quá, thế là đỡ được một đòn, hồi phục được một xíu máu nữa. Lượt này thì có vẻ là dễ thở hơn rồi nè. Strength Sharp hay là Polypup nhỉ? Strength Sharp đi, giúp cố gắng hạ gục Sneasler luôn. Low Combat. Không, không sao, bên kia không Crystal Hit thì mình vẫn gọi là ổn áp lắm á. Tại vì sợ bên kia lại Crystal Hit nữa thôi. Bây giờ là sợ mỗi đòn hệ đất từ tấn công đặc biệt của bên Polygon thôi nè. Đánh vào đây, đánh vào Bolivar, không sao. Hệ đất đánh lên hệ nước, hình như là sát thương không bị giảm nhiều.
khốn ấy chứ. Strength sát hồi phục lại nè, giảm đi cái bậc tấn công vật lý, nhưng mà bên kia hiện tại đang đánh vật đặc biệt nên là cũng không gọi là khả quan lắm. Nhưng mà bên kia không biết có nâng sát thương cho Polygon không nha. Tôi thấy khá là bất ngờ khi về sát thương của Polygon sau khi đánh đấy. Aboliva lượt này thì tôi nghĩ là stress sát vào Gudra đi. Còn Gudra sẽ tiếp tục body blast, vẫn không hạ gục được mặc dù có ít máu lắm rồi. Mong là trụ được nha. Ui, ui hơi rén ấy. Polyphus là hợp lý rồi, để hồi phục cho Gudra. Chứ không thôi là một đòn hệ đất nữa là Gudra cũng đi tông á. Bên kia thì hình như cũng còn có xíu máu à, nếu mà Lissit thúc được thì mình thắng luôn rồi. Yeah, và thế là thắng rồi nha. Thì đây là một trận thực chiến nhỏ về lối chơi của Aboliva. Nếu mọi người có điều gì mà thắc mắc thì mọi người có thể bình luận ở phía dưới để tụi mình giải đáp thêm nha. Tổng kết, Aboliva với vẻ ngoài thanh thoát như một cây ô liu tươi tốt, không chỉ là biểu tượng của sự sống mà còn là một chiến binh mạnh mẽ trong đấu trường VGC. Với Ability Harvest và Seed Sower, Aboliva thể hiện khả năng hồi phục xuất sắc, tựa như sự tươi mới của thiên nhiên mà nó đại diện. Điều này giúp Aboliva duy trì sức khỏe bền bỉ suốt trận đấu, tương tự như cách mà cây cỏ vươn mình lên trong môi trường sống đầy khắc nghiệt. Với khả năng tấn công và hỗ trợ đầy mạnh mẽ từ các chiêu thức, Aboliva không ngần ngại sử dụng sức mạnh của thiên nhiên để bảo vệ lãnh thổ của bản thân. Sự kết hợp giữa khả năng phòng thủ vững chắc và những đòn tấn công gây sát thương lớn giúp cho Aboliva trở thành một mảnh ghép thú vị trong bất cứ đội hình nào. Nhìn chung, Aboliva không chỉ là một Pokemon mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của sự sống và sự hồi phục. Với tiềm năng to lớn trong các trận đấu và sự gắn kết với thiên nhiên, thì chúng tớ sẽ đánh giá cho Aboliva là 4,5 trên 5 sao qua những gì mà Pokemon này đã mang lại. Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tớ đã tập hợp để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Aboliva và lối chơi của Pokemon này. Hy vọng rằng các bạn sẽ đạt được nhiều thắng lợi trên đấu trường VGC với Aboliva, tạo ra những trận đấu thú vị và mang đến sự mới mẻ cho cộng đồng. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hay thông tin bổ sung nào về Aboliva, đừng ngần ngại hãy chia sẻ với chúng tớ ở phần bình luận. Chúng tớ cũng rất mong muốn nhận được những yêu cầu về các Pokemon mà các cậu yêu thích, từ đó sẽ giúp xây dựng thêm nhiều chiến thuật và cách đánh xoay quanh về các Pokemon đó. Chúc mọi người sẽ thành công và tận hưởng nhiều trận chiến hấp dẫn, và hẹn gặp lại mọi người trong tiêu điểm VGC tuần sau.